Đầu tiên chúng chào cô chú nha. Hôm nay chúng hướng dẫn cô chú chị mình sơn cái chậu tròn 6 tấc chữ dạng sự như ý nha anh chị. Thì trước khi sơn chị mình kê chậu lên cho nó cao cho dễ sơn và mình vệ sinh cái chậu cho nó sạch sẽ nha anh chị. Thì cái chậu vệ sinh chủ yếu là mình chà nhám chỗ nào nó chưa láng á, rồi mình quét cát sạch sẽ thôi anh chị. Thì cái chậu cơ bản mình quay nó đã đẹp rồi. Chỉ cần quét cát với chà sơ sơ chỗ nào chưa láng là xong anh chị. Thì chậu này chung sơn cái màu trắng giả đá anh chị, thì chỉ cần mình pha cái bột màu trắng này, bột màu trắng mình ngâm nước cho nó tan ra, xong mình múc bột mình pha đây. Anh chị mình cứ múc bột mình pha đây, tại cái màu trắng này không cần có pha màu gì chứ. Đó, xong mình bỏ keo vô. Tỷ lệ pha thì một bột một keo anh chị, tại màu trắng này mình pha keo nhiều quá thì nó giảm đi cái màu trắng. Anh chị mình cứ pha một bột một keo đây. Xong mình để keo vô nè, keo này keo monokiều anh chị, keo chống thấm monokiều, keo này pha chung với bột màu mình sơn cái chậu là độ bám nó cao lắm. Đây keo này nó một cái keo rất là cứng rất là dai nha, khi mà nó khô rất là cứng rất là dai, nên là khi mình pha chung với bột màu này lên lên cái chậu rồi nó bám chắc dữ lắm. Chị mình bỏ keo xong mình cứ quậy lên, đừng có đổ nước nha anh chị. Bột với keo xong mình quậy lên trước, chừng nào mình thấy đặc thì anh chị mình thêm nước. Chứ mình thêm nước trước thì nó lỏng ra mình pha lại nó khó anh chị. Nó bột màu nó tan trong nước rất là dễ dàng. Rồi đi bây giờ chúng tiến hành dung sơn luôn anh chị, sơn cái chậu lót cái màu trắng để tiến hành mình giải đá trắng anh chị. Anh chị mình sơn cái miệng trước nè. Sơn giáp cái miệng xong mình sơn cái chậu. Cái chậu anh chị sơn mình chừa cái hộc nha, chừa cái hộc chữ ra, cái hộc chữ mình còn sơn màu khác nên chị mình chỉ sơn ghìa bên ngoài thôi, chừa cái hộc chữ ra nha anh chị. Chị mình sơn cái chân đôn luôn nha cho nó đủ bộ, mình để lên cho anh chị mình xem luôn. Cái chậu chúng đã sơn màu trắng xong anh chị, thì chúng sơn hai nước màu trắng luôn đó, hai nước màu trắng lên mình sơn nó nổi cái màu trắng lên nó đẹp nha. Thì bây giờ mình giả đá nữa, mình pha cái màu đen anh chị, màu đen mình giả đá nữa là mình giả đá xong mình sơn học chữ với quay văn là xong anh chị. Pha màu đen thì chỉ cần mình bỏ màu đen vô anh chị, bỏ một màu đen vô cái cống nè, rồi xong mình cứ pha màu đen xong mình phun giả đá đây, phun giả đá bằng cọ nha anh chị, không có máy thì phun bằng cọ, có máy thì mình xài máy cho nó nhanh nha anh chị. Chị bỏ keo vô xong rồi mình quậy đều lên đây, mình quậy đều lên là nó tan ra, cái màu màu đen nó tan ra, mình pha nó lỏng lỏng xíu để mình dễ phúng nha anh chị. Đó. Vậy rồi xong mình quậy lên cái nữa mình đi phúng giá đá nha anh chị. Cái màu đen mình nãy mình pha nè, mình chấm với cây cọ nha chị, xong mình vũ cây cọ lại, vũ cây cọ cho nó giảm bớt cái nước sơn rồi mình phúng vô cho nó đẹp nha chị. Này mình dùng tay mình phúng vô đây nè, nó sẽ ra những hạt đá tròn tròn đó chị.
Thì mình muốn hạt đá bự thì mình phúng mạnh tay xíu, còn muốn hạt đá nhỏ thì mình phúng cho nó nhẹ tay là ra hạt đá nhỏ. Đó, anh chị mình phúng nè. Đó, rất là đẹp nha, hạt đá rất là đẹp luôn nha anh chị. Thì phúng đều đều với giáp vòng cái chậu là được rồi. Màu trắng mình phúng màu đen là xong anh chị. Đó, ra những cái hạt muối tiêu vậy là giả đá đó. Giả đá trắng. Ở cái sơn này đều đều giáp vòng cái chậu là được. Là đẹp. Phúng dây đá cái chân đô luôn nha. Pha cái màu đỏ nha anh chị, màu đỏ để mình sơn cái học quai văn, học quai văn với chữ lên chị. Mình sơn giá đá xong mình pha màu đỏ, mình sơn cái học quai văn màu đỏ. Màu đỏ thì cũng sử dụng bột thôi, nói chung mấy cái bột này không cần phải pha, có sẵn hết trơn rồi, mình chỉ bỏ bột với keo vô mình sơn thôi. Này không cần phải pha, rất là dễ nha anh chị. Mình chọn cái này đặc đặc mình sơn cho nó một nước một loại giáp anh chị, màu đỏ này đó, vậy ra rất là ngon lành cái màu đỏ nha anh chị. Mình sơn nhũ vàng, đây là cái lon nhũ vàng ATM nha, mình sơn cho nó nổi cái phần chữ với cái phần quai văn lên chị, chữ vàng mình sơn nhũ vàng cho nó nổi lên, với mấy cái mục tròn tròn này mình sơn màu vàng cho nó nổi lên chị, mục viền nè, sơn cho nó nổi lên cho nó đẹp nha. Rồi, chúng chấm cái mục quai văn của cái chân là xong anh chị. Tiến hành pha bóng sơn bóng anh chị. Thì chậu mình đã sơn xong hết trơn rồi. Thì giờ mình sơn bóng, mình pha loãng cái kem mô đô kiều mình sơn bóng anh chị. Đó. Bỏ miếng keo vô và bỏ miếng nước vô là mình pha loãng mình sơn bóng được rồi. Mình vậy keo cho nó loãng ra. Để keo cho hoài chung với nước cho nó đều ra mình sơn bóng anh chị.
Rồi chúng lấy đạn keo sắp vô cái đường rãnh nha anh chị. Xong để cái chậu lên cho anh chị mình xem nha. Thì đây là cái chậu 6 là chậu mẫu đun lùn. Nó còn có cái đun cao sẽ có cái dĩ nha anh chị. Còn này đun lùn không có cái dĩ. Đó, mình xay rất là im nha. Chậu mình để đạn vô đường rãnh là mình xay rất là im nè. Thì chậu này chậu 60 chữ dạng sự như ý nha anh chị. Chữ dạng sự như ý nè. Đó, mẫu 60 dạng sự như ý. Thì ở cái video lần trước chúng ta chia sẻ anh chị mình cách quay và hoàn thiện cái chậu này. Thì video này chúng ta chia sẻ anh chị mình sơn một cái chậu. Đó, phối màu làm sao sơn cho nó hoàn thiện cái chậu chữ, sơn làm sao nó nổi chữ với hoa văn lên. Thì cái chậu này chung sơn màu trắng vậy đá trắng, rồi sơn cái hộc màu đỏ và cái chữ màu vàng, tổng cộng là 4 màu anh chị. Là màu này chung sử dụng toàn bộ là xài bột màu hết, xong mình pha keo mình sơn đây, rất là đơn giản. Bột màu với keo chung có cung cấp luôn, anh chị nào mình có cần thì liên hệ chung sẽ gửi cho anh chị mình. Chung sẽ đo cái chiều cao của chậu này cho anh chị mình xem. Chiều cao chậu là 50, chậu thì lọt lòng 60 nha anh chị, và phủ bì là nó 70. Đó, thì đây là mẫu chậu 6 đế xây 360 độ mẫu chân lùn. Thì cái mẫu này thì chung có cung cấp khuôn luôn chị. Anh chị mình cần khuôn thì liên hệ nha, chung sẽ hỗ trợ anh chị mình nha. Chung sơn tổng cộng là 4 cái anh chị. Thì sơn và chia sẻ anh chị mình chung sơn hoàn thiện 4 cái luôn. Đó. Thì toàn là màu trắng giả đá anh chị, rất là đẹp, cái màu này rất là sang nha. Thì chung đã chia sẻ video thì cũng xong. Thì tới đây thì video chung cũng xin kết thúc. Thì cuối video chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong sống nha.